Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tù Chùa. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Chung tay đảm bảo quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh. Điện lực Tù Chùa đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa lũ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đoàn thể huyện, thời gian qua chương trình Vùng Tổ Chùa đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh. Nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2021, chương trình Vùng Tổ Chùa đã phát động chiến dịch Cùng Vui Cùng Đẩy Lùi Covid. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự. Huyện Tù Chùa hiện có khoảng 22.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có trên 9.000 trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo, cận nghèo, 382 trẻ mồ côi và 27 em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Để làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa, phát hiện sớm tình trạng xâm hại trẻ em, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Cùng với đó, hàng năm, các ngành chức năng của huyện cũng triển khai thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ các chính sách của nhà nước đối với trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển toàn diện. Trong thời gian qua, công tác chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân huyện Tù Chùa xây dựng kế hoạch, các cái văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và phối hợp với các đoàn thể của huyện tổ chức tuyên truyền và chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện Tù Chùa. Thực hiện các chế độ chính sách cho trẻ em được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Chung tay cùng với chính quyền các cấp của huyện Tù Chùa trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, thời gian qua chương trình Vùng Tù Chùa đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các xã thuộc dự án và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan ban ngành liên quan, tổ chức tập huấn, truyền thông, nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ của cha mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ và trẻ em. Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức cấp xã, ban điều hành hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã, cộng tác viên làm công tác trẻ em tại thôn, các cặp vợ chồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên và học sinh. Trong bối cảnh phòng chống đại dịch COVID-19 năm 2021, chương trình Vùng Tổ Chùa đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Hội Phụ nữ, các trường học, Ủy ban Nhân dân, các xã, Xính Phình, Xá Nhè, Tủa Thàng, Thị Trấn, Mường Báng, tổ chức phát động chiến dịch Cùng Vui Cùng Đẩy Lùi COVID-19 nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh. Để triển khai chiến dịch Cùng Vui Cùng Đẩy Lùi Covid, Tầm nhìn Thế giới Việt Nam tại huyện Tùa Chùa đã phối hợp cùng với Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện để thống nhất về nội dung, cách thức thực hiện, trao đổi và phối hợp cùng với các phòng ban cấp huyện như là Phòng Giáo dục, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, xây dựng kế hoạch chi tiết và cách thực hiện tại các xã, mục tiêu như thế nào. Thông qua những video mang tính nhân văn giáo dục cao như lớp học vui, lãnh đạo địa phương, nhà trường tham gia chiến dịch, những câu chuyện tham gia thử thách, cha mẹ bình dị phi thường cùng con vui đẩy lùi Covid, trẻ em trên địa bàn đã được truyền thông hướng dẫn về phòng chống Covid-19, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích. Thì chương trình muốn là nhắn nhủ, muốn kêu gọi các cấp lãnh đạo, các nhà trường cùng gia đình cùng toàn thể cộng đồng là hướng tới làm sao đó để giảm cái bạo lực trẻ em trong cộng đồng, cũng như là cùng chung tay giúp con em chúng ta đẩy lùi cái
ảnh hưởng của tác động của cái dịch Covid. Thông qua những câu chuyện cho thấy, chăm sóc trẻ em được tiến hành trên cả hai mặt, vật chất và tinh thần. Gia đình với khả năng cao nhất của mình cung cấp cho trẻ em những điều kiện tốt nhất để phát triển về thể chất, để tạo môi trường chăm sóc thuận lợi. Cha mẹ cần tạo một bầu không khí yêu thương, đoàn kết, gắn bó, quan tâm giữa các thành viên gia đình. Cho dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng khi có trẻ em trong gia đình thì các thành viên phải cố gắng bỏ qua những mâu thuẫn, xích mích để cho trẻ em luôn luôn có cảm tưởng rằng ngôi nhà của mình chính là tổ ấm. Với những trẻ em có thiên hướng xuất hiện một số năng khiếu, cha mẹ phải biết phát hiện, khuyến khích, tạo mọi điều kiện để ươm mầm tài năng. Việc chăm sóc phát triển trí tuệ, bảo vệ trẻ em có quan hệ chặt chẽ với việc giáo dục xã hội hóa trẻ em. Sẽ tiếp tục xây dựng các cái nội dung, rồi sẽ tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các em học sinh được đến trường và trong một cái môi trường học tập là vừa học vừa chơi để các em thấy thoải mái nhất, với cái khẩu hiệu là mỗi một ngày đến trường là một ngày vui. Qua những buổi lễ do chương trình vùng tụ chùa Tầm nhìn thế giới tổ chức như thế này thì cũng giúp cho phụ huynh chúng tôi thấu hiểu về con cái nhiều hơn và biết cách dạy bảo con cái nhiều hơn. Chung tay bảo vệ quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh, hướng tới mục tiêu là trẻ em sẽ được an toàn và có điều kiện tốt nhất trong bối cảnh chúng ta đang phải chống lại đại dịch COVID-19 cũng như phòng chống thiên tai dịch bệnh khác. Tuyên truyền phổ biến tới mọi người dân nêu cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện và Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và cộng đồng nhằm chuyển đổi hành vi theo hướng tích cực trong việc thực hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện và phát triển toàn diện. Xa nhà thì hàng năm thì cũng đã xây dựng các cái kế hoạch, cái chương trình để đảm bảo cho các cái hoạt động tốt nhất đối với các cái nhóm trẻ trên địa bàn, và đặc biệt là qua các cái buổi lễ phát động đối với cái nhóm trẻ cùng vui cùng đẩy lùi cái COVID-19 như ngày hôm nay, thì là xã sẽ tiếp tục xây dựng cái chương trình kế hoạch cụ thể đối với các cái nhóm trẻ trên địa bàn xã để đảm bảo tốt nhất cái quyền của trẻ em cũng như là cho trẻ được hoạt động tốt nhất, đặc biệt là trong cái lĩnh vực học tập và vui chơi. Trong thời gian tới, cùng với chính quyền địa phương, huyện Tổ Chùa thông qua dự án bảo vệ trẻ em của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đang triển khai tại huyện nhằm mục tiêu bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột, xâm hại và tai nạn thương tích thông qua hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng hoạt động hiệu quả. Chương trình vùng Tổ Chùa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của các cấp, các ngành và cộng đồng, đặc biệt hướng tới đối tượng là trẻ em, người chăm sóc trẻ, về phòng chống xâm hại trẻ em, cùng hành động vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, để trẻ em có quyền được sống, được bảo vệ, được sống an toàn, hạnh phúc, được tham gia và phát triển.